Và hiện nay đấy thì cũng mong đại biểu chỉ rõ còn những nhóm nào mà theo đuổi cái lợi ích mà không hợp pháp thì cũng giúp chúng tôi xem chỉ ra những nhóm ấy ở đâu để chúng tôi phối hợp với Bộ Công an và Viện Kiểm sát lại bắt mang đi tiếp. Quân đội trong thời bình chúng tôi cũng có những lực lượng là cường độ lao động cũng là đặc biệt nhưng mà có thể nâng tuổi lên được để đáp ứng. Quan điểm của chúng tôi vẫn là phải nuôi quân 3 năm và sử dụng có 1 giờ. Cho nên thời bình cũng phải rèn quân, rèn cán làm sao để đến khi có tình huống thì phải xử lý được. Chứ nếu mà chúng ta lại lơi lỏng. Đây là về đối với luật. Lấy ví dụ về tiến độ xây dựng thần tốc của các siêu dự án tại Trung Quốc hay là Dubai, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết đây đều là những mô hình đáng để tham khảo và tạo cơ chế để thu hút đại bàng. Hiện cơ quan soạn thảo đang ưu tiên thiết kế luồng xanh trong cấp phép cho các dự án, tức là nhà đầu tư dự án công nghệ cao sẽ được cấp đăng ký đầu tư trong vòng 15 ngày thay vì gần 300 ngày như trước đây. Đây là một trong những đột phá mạnh mẽ tại dự thảo một luật sửa bốn luật có liên quan đến lĩnh vực đầu tư. Đó là không... Trung Quốc người ta xây dựng một cái nhà máy ô tô chỉ mất có 11 tháng. Dubai thành lập xây dựng một thành phố mà 600 hectare, 500 tòa nhà, 20 tỷ đô la Mỹ. Người ta làm đúng 5 năm. Xuất phát từ cái đấy thì chúng tôi thiết kế là đối với những dự án công nghệ cao nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thì được phép là đăng ký đầu tư. Chứ không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà chỉ cần đăng ký đầu tư. Và trong 15 ngày và phải cấp cho người ta. Nên sau này nếu có vi phạm gì thì tôi hậu kiểm thì anh phải chịu nhận. Đối với Đà Nẵng thì chúng tôi rất thống nhất là chúng tôi sẽ bổ sung cái làm rõ hơn cái khu thương mại tự do và cái khu công nghệ thông tin. Ở bộ ngành của Trung ương có những cái bộ ngành 3-4 ngàn người đó, mà tinh giản 50 người, đôi 30 người thì tôi nghĩ là không ảnh hưởng gì đối với ở bộ ngành. Tế nó thấy. Nhưng đối với cấp tỉnh và cấp huyện tinh giản chỉ 5-7 người là gây khó khăn cho người ta rồi. Cho nên tôi nghĩ đây là một cái điều mà Tổng Bí thư nêu ra tôi rất là tâm đắc và cũng cần thiết là phải xem lại cái cách tinh giản biên chế của chúng ta trong thời gian qua. Trong cái Tổng Bí thư chỉ đạo như thế thì chúng ta phải quyết liệt để chúng ta ra soát và thật sự là chúng ta phải có một cái cơ chế để cho những người mà thật sự không đủ năng lực để người ta nghỉ việc. Tức là lâu nay chúng ta cái tiếng giảm là nó theo cơ học theo kiểu là nghỉ hưu xong là không tuyển dụng nữa, nhưng mà chúng ta chưa có một cái chính sách là để làm thế nào đó mà đánh giá thực tế cán bộ là chúng ta chưa có, cho nên là hàng năm vẫn cứ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc, chứ còn cái tỷ lệ mà không hoàn thành là nó rất là ý kiến vì thế. Cho nên nếu đưa vào như thế này thì chúng ta sẽ lại hiểu là phải đấu thầu thì mới có mua sắm trực tiếp. Có những người đặt câu hỏi rất hay, tại sao bao nhiêu năm không thiếu thuốc, bây giờ mới thiếu? Không thể đổ thừa hết cho Covid, không thể nói là vì là đấy đứt hàng sau chiến tranh, rồi chuyện này chuyện kia. Mà chúng ta phải nhìn thấy rõ ràng là gì? Chúng ta tự làm khó mình, chúng ta tự làm khổ mình. Đấu thầu không phải con đường duy nhất, không phải con đường tốt nhất. Và nếu như mà chúng ta chỉ chuyên chú vào cái chuyện giảm giá, thì như vậy nó sẽ là cái tiền đề của cái việc giảm chất lượng. Thực trạng hiện nay các nhà thuốc bệnh viện đang thiếu rất nhiều các loại thuốc, thiết bị y tế để phục vụ cho nhu cầu người dân. Tôi kiến nghị sửa khoản 2 điều 55 như sau. Đối với việc mua vaccine để tiêm chủng theo hình thức dịch vụ, mua thuốc, thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng hóa thiết yếu khác tại cơ sở bán lẻ trong khuôn viên cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập thì cơ sở khám bệnh chữa bệnh tự quyết định việc mua sắm, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình mà không phải áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại luật. Để tránh tình trạng lạm dụng việc tách giải phóng mặt bằng xong để đất trống không sử dụng, hoặc là sẽ tách xong lại dùng vào mục đích khác khi mà cái việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng đó nó không thuộc cái đối tượng là được phép thu hồi giải phóng mặt bằng, thì tôi xin đề nghị trong dự thảo luật cần phải quy định cụ thể là người ra quyết định tách phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng cái đất sau khi giải phóng mặt bằng đúng cái mục đích như là dự án ban đầu được đề xuất. Tôi nhất trí với việc bổ sung quy định này. Tôi thấy việc quy định này sẽ tạo thuận lợi hiệu quả cho các cấp chính quyền ở địa phương trong triển khai thực hiện. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả, đề nghị chính phủ cần nghiên cứu có quy định chi tiết về trình tự thủ tục chặt chẽ để tránh việc lạm dụng, làm sai với mục tiêu và phạm vi của dự án. Ban soạn thảo phải cân để chúng ta phân ra cái thời gian hợp lý và chúng ta phân bổ vốn, và dứt khoát là không để là giải phóng mặt bằng với xây lắp là tách rời cái vấn đề bổ trí vốn. Tôi nghĩ rằng là các đại biểu cũng rất là quan tâm đến giải phóng mặt bằng ở để đó,
rồi bố thí giống như thế nào? Thì tôi cho rằng là bây giờ phải hết sức là sàn thương mại điện tử thì hiện nay là chúng tôi đã thu thuế sàn thương mại điện tử xuyên biên giới là có 102 nhà cung cấp nước ngoài, hay nói cách khác là doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp công nghệ thông tin của nước ngoài như Facebook, Google vân vân đã nộp thuế hiện nay được trên 18.600 tỷ rồi. Và như vậy còn sàn thương mại điện tử trong nước ấy thì năm nay chúng tôi bắt đầu thu, riêng thành phố Hà Nội đến thời điểm hiện nay cũng được 35.000 tỷ rồi. Và trong tuần sau là chúng tôi sẽ ra mắt một cái công cụ dùng AI để kiểm soát những cái vấn đề doanh thu và mua. Chào mừng đến với Kinh tế đơn giản, cầu nối cho những ai đam mê đầu tư bất động sản và tài chính. Tham gia ngay nhóm mua bán BDS 16 với hơn 100.000 thành viên, bạn sẽ được quảng bá miễn phí qua các kênh của Kinh tế đơn giản với tổng cộng hơn 500.000 người theo dõi và 20 triệu lượt tiếp cận mỗi tháng. Cơ hội tuyệt vời để thu hút khách hàng. Truy cập ngay https://kinhtedongyen để tham gia cộng đồng và cập nhật thông tin thị trường BDS chứng khoán. Liên hệ quảng cáo 0901673069, Zalo, MS Hùng.